Xin mời bạn nghe rõ câu hỏi. Năm 2023 là năm kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh. Nếu bạn là hoa khôi Miss Vinh 2023, bạn sẽ dự định làm gì để đóng góp cho sự phát triển của thành phố Vinh? Bạn có cần sử dụng một phút không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Em xin sử dụng một phút. Vâng, một phút để suy nghĩ cho bạn. Bắt đầu. Vâng, bạn đã sẵn sàng đúng không ạ? Vâng ạ. Và ngay bây giờ, 2 phút để trả lời câu hỏi. 2 phút bắt đầu. Em xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Xin kính chào các quý vị đại biểu, kính chào các quý vị khách quý. Em xin được trả lời câu hỏi của mình. Nếu em được là hoa khôi của Miss Vinh 2023, em sẽ có những dự định như sau để đóng góp sự phát triển cho thành phố Vinh ạ. Em sẽ sử dụng vương miện Miss Vinh 2023 làm biểu tượng quảng bá, giới thiệu hình ảnh những nét đẹp, đặc trưng, tiềm năng của thành phố Vinh như là văn hóa, lịch sử, con người, địa danh. Em sẽ khơi gợi sự quan tâm, yêu mến của những vị khách du lịch khi đến với thành Vinh. Em sẽ sử dụng tiền thưởng và cơ hội du lịch để học tập, trao đổi, học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân và áp dụng những kiến thức, kỹ năng đó vào trong công việc và cuộc sống của mình để góp phần cho sự phát triển của thành Vinh. Em sẽ chia sẻ những kỹ năng bài học đó đối đến với nhiều người, đặc biệt là nữ thanh niên và thanh niên thành phố Vinh để cùng học tập, trao đổi và phát triển. Em sẽ khuyến khích và hỗ trợ mọi người, đặc biệt là nữ thanh niên và thanh niên thành phố Vinh cùng tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, nghệ thuật, văn hóa như vậy. Đây là những dự định của em khi em được giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Vinh 2023. Em tin rằng những dự định này của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ nào đó cho sự phát triển của thành phố Vinh. Em xin hết ạ.